Rồi, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc USB Bluetooth này. Và nhờ chiếc USB Bluetooth này mà mình đã không cần dùng đến sợi jack 3.5 này nữa rồi nha anh em. Đây, từ nãy giờ mình phát nhạc không cần jack 3.5 mà vẫn có thể phát nhạc trên chiếc âm ly cơ này. Và hầu như là những chiếc âm ly cơ theo mình biết là không có chức năng là Bluetooth để anh em lại kết nối như vậy. Phải mà phải thông qua một sợi jack 3.5 vào điện thoại thì mình có thể phát nhạc hoặc hát karaoke được. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc USB Bluetooth thần thánh này. Nhờ có nó mà mọi việc trở nên thật là dễ dàng. Và sau khi thì mình đi được khoảng tầm 15m thì cái này hoạt động thì vẫn bình thường. Nhưng mà xa hơn 15m ấy, thì nó sóng hơi chập chờn nên là nó mất tín hiệu, nghe nó rè. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cho anh em. Đầu tiên là anh em phải chắc chắn là phải có chiếc nha USB Bluetooth này rồi. Nên là và mình phải cần thêm một cái jack 3.5 này, 3.5 ra AV. Đây là sẽ jack như vậy. Và mình sẽ cắm vào cổng in của âm ly. Đây mình có thể quay cho anh em. Và mình sẽ cắm vào cổng in của âm ly và cổng kinh A, kinh B đều được. Đây. Trắng ra trắng, đỏ ra đỏ nha anh em. Và còn cái đầu 3.5 này thì mình cắm vào cái đầu trên của chiếc USB này. Và còn cái đầu còn lại thì mình phải cấp cho nó một cái nguồn điện. Đó là ở đây thì mình dùng cái sạc dự phòng này. Rồi, vậy là và đèn nó sẽ báo lên như vậy. Và mình sẽ vô Bluetooth của nó. Và cái tên của nó là BT Dongo. Đó, cái tên này là mình không đổi được. Nó là mặc định của nó là như vậy rồi. Mình chỉ kết nối vô, ở đây mình đã kết nối với nó rồi. Và mình giờ mình chỉ phát nhạc thôi để mình test lại cho anh em thử. Đó, và chỉ như vậy thôi là anh em có thể phát nhạc hoặc là hát karaoke dễ dàng trên chiếc điện thoại của mình trong tầm 15m. Và giá của sản phẩm này chỉ có 350.000 đồng, bán tại Lydia Shop.